Chi phí thức ăn quá lớn. Vậy làm thế nào để giảm tiêu tốn thức ăn? Xin giới thiệu siêu tăng tốc bộ béo, giảm từ 15 đến 20% tiêu tốn thức ăn, đồng thời tăng trọng vượt hơn từ 10 tới 20%. Bí quyết gì làm nên thành tích của siêu tăng tốc bộ béo? Siêu tăng tốc bộ béo chứa siêu đạm cá thủy phân, bổ sung thêm 20 loại axit amin, giúp cân đối thành phần thức ăn, tăng cường hấp thu, giảm FCA, giảm khí độc từ phân, cung cấp đầy đủ axit amin, vitamin và khoáng chất. Khi sử dụng siêu tăng tốc bộ béo, chúng ta không cần phải sử dụng thêm bất cứ một thuốc bổ nào khác, giúp vật nuôi thủy sản nhanh lớn đẹp mã, dày lườn nặng cân, chắc thịt, nở mông, nở vai, phẩm chất thịt thơm ngon. Siêu tăng tốc bộ béo chứa chủng vi sinh hữu ích, giúp tăng khả năng phòng bệnh cho vật nuôi và thủy sản, tăng cường tiêu hóa, khống chế tiêu chảy, giúp vật nuôi thủy sản luôn khỏe mạnh, giảm chi phí. Nhá, con gà nhà mình hôm nay là được 96 ngày dùng sản phẩm, thì là chân là rất chi là khô, nhìn gà gà mà cái lườn là da thì vàng mà lườn rất là đẫy, chắc là rất đẹp. Này nhìn mông má này em à, vai u thịt bắp này em à, đậu quá dày, hai chài thôi khoảng cỡ 10 kg luôn. Đây, siêu tăng tốc bộ béo, giải pháp dinh dưỡng hàng đầu.